Trong cuộc họp trực tuyến gần đây với các nhân viên của Facebook, nhà sáng lập Mark Zuckerberg khẳng định mạng xã hội lớn nhất thế giới này sẽ không thay đổi cách tiếp cận đối với các phát ngôn thù ghét, cho dù đang chịu sức ép rất lớn từ các đối tác quảng cáo. Chúng ta sẽ không thay đổi chính sách chỉ vì bị đe dọa sẽ mất đi một phần nhỏ hoặc bất cứ một phần doanh thu nào. CEO Facebook dự đoán tất cả các nhà quảng cáo sẽ sớm quay trở lại nền tảng này. Mark cho rằng việc tẩy chay này là vấn đề của đối tác và liên quan đến danh tiếng của họ. Làn sóng tẩy chay không gây ra khó khăn tài chính lớn với Facebook. Hiện tại, đa phần doanh thu của Facebook đến từ các nhóm doanh nghiệp nhỏ, chứ không phải từ các thương hiệu lớn. Đầu tháng này, các tổ chức xã hội tại Mỹ đã phát động chiến dịch Stop Hate for Profit, tạm dịch là ngừng kiếm lời từ sự thù địch. Chiến dịch kêu gọi được khoảng 600 nhà quảng cáo ngừng hợp tác với Facebook khi cho rằng mạng xã hội này không có biện pháp quản lý, ngăn chặn để các thông tin sai lệch và ngôn ngữ thù địch được lan truyền tự do trên nền tảng. Chiến dịch tẩy chay yêu cầu Facebook xóa bỏ các nhóm chuyên lan truyền các thông điệp thù ghét, thông tin sai lệch và các thuyết âm mưu. Facebook chỉ phản ứng bằng tuyên bố sẽ gắn cảnh báo các bài đăng mang tính tin tức từ các chính trị gia, nhưng vi phạm các chính sách về ngôn ngữ thù hằn. Zuckerberg nhiều lần nhấn mạnh Facebook chỉ can thiệp nếu nội dung đó là cực đoan. Gắn cảnh báo bài đăng chỉ là sự thỏa hiệp trong giới hạn của vị tỷ phú Facebook và không cho thấy rằng Facebook sẽ nhún mình với sức ép tẩy chay hiện tại.